Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình sẽ đến với bộ 3. Đây, bộ 3 mạnh nhất team mình nha mọi người. Đó, ở đây thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ. Mình sẽ chiến đấu trong các khu vực là khu vực list ha. À quên nữa, cuộc đua Heroic không biết là. Ui, nhiệm vụ này cũng khá là đơn giản nè. Chúng ta sẽ đi cho rồng ăn các bạn ơi. Đây, Hante sẽ kiếm một cái bé rồng nào đó. Khoan đã, cái chỗ này thì mình cần là thả một cái bé. Ở đây thì mình sẽ thả một cái bé rồng ra nha. Rồi, sau khi thả rồng ra xong rồi thì mình sẽ nâng cấp cái bé này lên nha mọi người. Wow. Ok, level 14 mà mình không thấy là nó nhảy lên nữa, cho nên là mình sẽ ra hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi. Chỗ này thì mình sẽ mang cái bé siêu phẩm của chúng ta ra quậy ha. Wow, cổ lên nè. Rồi, khu vực list cần phải win 3 hiệp. Mời các bạn cùng nhau hứng mắt về sân khấu. Và lần này các bạn sẽ thấy được sức mạnh vô cùng bá đạo của team mình nha. Wow, 5 sao, 4 sao. Rồi, vị trí này thì level 55. Đây, nhân vật này sẽ làm mưa làm gió nha. Chúng ta sẽ bật cái khả năng đặc biệt là mình bập luôn 3 con. Vì mình thấy lượng máu của team bạn còn khá thấp. Wow, và đây là nhân vật 7 đi. Lượng sát thương của mình thì wow, full cây luôn các bạn ơi. Chỉ một chiêu thôi là nay chúng ta đã lấy lại nguyên cái lượng máu mình bị mất. Còn bây giờ là đến với... Ui trời, con này nó 5 sao lận. Quá ghê gớm luôn. Nhưng mà với sát thương nhân 2 thì dường như anh em mình không sợ điều gì cả các bạn à. Quá tuyệt vời. Ở đây thì chúng ta sẽ đến với ma cà rồng. Wow, lượng máu bị ép xuống khá thấp. Rồi, lần này thì đi du lịch một bé. Wow, khả năng hút máu sẽ không làm anh em mình thất vọng đâu. Cố lên. Tay cổ tem bạn thì nó cầm một cái thanh kiếm rất dài. Wow, hy sinh luôn rồi. Tiếp theo thì mình đến với bé rồng một hệ. Ui chặt, cái gì lẹ dữ vậy. Anh em mình lùa với tốc độ bàn thờ luôn các bạn ơi. Rất nhanh nha. Wow, vị trí này thì thử luôn các bạn ơi. Tên bạn 5 sao trong khi anh em mình chỉ có 3 sao thôi. Wow, bật lại cái khả năng hồi sinh. Ui rồi, anh em mình đi xa bờ luôn rồi các bạn ơi. Quá là tiếc ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Ninja Star. Cố lên nè. Wow, rồi, ở đây thì chúng ta sẽ ra ngoài. Ui, chà cù đùa. Xong nhiệm vụ một cái này thì nó bắt mình chờ cả tiếng đồng hồ thì nó rất là lâu. Mình sẽ xài thử cái free pin, nếu như mà hên thì chúng ta sẽ hoàn thành được nha. Ôi, vừa qua được có 2 cửa thôi. Và ôi, mùa lần này thì mình đang nằm ở tới lớp 6 và ui chà, mấy bạn này leo ghê quá. Mùa này Hante cũng bận quá, không có dành nhiều thời gian để đua cuộc đua Heroic các bạn ơi. Hiện tại thì cái nick này chắc không lấy nổi rồi. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với wow. Rồi, đội hình lần này để mình xem coi những cái bé rồng mạnh nhất team của mình là đây rồi chứ đâu. Cố lên. Wow. Rồi, sát thương tăng gấp đôi luôn các bạn ơi. Ôi, bật cái khả năng đặc biệt luôn ha. Yeah.
Wow, vị trí này thì mình lụm luôn nha các bạn. Cố lên hen. Wow, với khả năng hút máu siêu bá đạo. Rồi, vậy là chúng ta đã vượt qua được một phần nữa rồi các bạn ạ. Đây, một hiệp ha. Năm mươi sáu, năm mươi, năm mươi lăm. Rồi, cố lên, với lượng sát thương tăng gấp đôi. Nhưng mà cái chiêu hút máu này mình nghĩ là mình nên để bị mất máu rồi sau đó mình mới sử dụng thì nó sẽ hay hơn ha các bạn. Rồi, cố lên. Wow, Rolos 50. Wow. Phải chạy vô thôi. Ui chà, ca này cũng hơi gắt đây. Ở đây thì mình sẽ... Ui, chắc phải hy sinh thêm một em nữa rồi các bạn ơi. Wow, con này lượng máu quá trâu luôn, 200 mấy. Ui, cái này bị nô đam mới đau. Ôi, anh em mình chịu không nổi luôn cả nhà ơi. Rồi, cuối cùng thì anh em mình vẫn bị hạ gục các bạn à. Quá mạnh đi. Rồi, lần này thì mình buộc phải ra ngoài thôi, không đủ sức để chiến đấu với tên bạn nữa. Chỗ này thì chúng ta có thể đi thu vàng. À, mình sẽ đi thu ít vàng nha mọi người. Hiện tại thì Ante đang có được tầm khoảng 44 triệu vàng ha. Đây. Rồi, ở đây thì anh em mình lụm luôn. Ok. Wow, quá tuyệt vời. Wow, 54 rồi. Ôi, ở đây thì mình có một cái này chắc mình sẽ đây. Mình sẽ bỏ nó vô kho ha. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ đi mua nha mọi người. Mình sẽ mua thêm một cái môi trường sống cho rồng nữa. Mình thì mình muốn mua thêm hai cái luôn nhưng mà chúng ta bị không đủ tiền ha. Ôi chết chưa. Mình chưa đặt nó ra là mình đã vác nó đi rồi. 26, hiện tại là hắn ta đang còn tầm 26, thiếu khoảng 4 triệu vàng nữa. Wow, cổ lên. Ở đây thì mình sẽ thả ba cái bé ra. Nhiệm vụ tem của anh em mình lần này sẽ là cái gì nhỉ? Wow, nhiệm vụ tem của chúng ta lần này cũng khá là căng ha. Khu vực list Hunter thì đã hoàn thành hết rồi. Cái này thì mình sẽ thả luôn mấy cái bé rồng này ra cái đã. Thôi, sell off luôn. 1 2. Ok. Đây mình sẽ tiếp tục cho bé này nó yêu nhau. Mình đang cần like ra con Legacy nhưng mà nó like hoài không ra các bạn ơi.
Wow, hiện tại thì sự kiện lai rồng trên hòn đảo là không thấy luôn. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh ta một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.